Em chào anh, chào chị. Em là Hoa. Sau một buổi sáng hôm nay thì anh Sơn đã có ghé tòa nhà The Legacy và anh Sơn cũng đang nghiên cứu thông tin về tòa nhà. Thì hôm nay một lần nữa em sẽ lên lại căn hộ. Thứ nhất là để view lại cho chị toàn bộ các cái thiết kế và mặt bằng của tòa nhà. Và thứ hai là mình sẽ tham quan một lần nữa căn hộ trực tiếp, căn hộ mẫu ở đây. Để chị ở xa mình cũng có thể cùng anh cập nhật thêm thông tin, đúng không chị? Đó. Thì trước tiên là về thiết kế của tòa nhà mình chị nhé. Tòa nhà của mình thì được thiết kế bởi đơn vị Jigsaw, là đơn vị một trong những đơn vị rất là nổi tiếng về thiết kế của bên Nhật. Với ưu điểm của Jigsaw khi thiết kế tòa nhà của mình là có 3 ưu điểm chính. Thứ nhất là việc thiết kế căn hộ của mình thì 100% căn hộ đều là căn góc, đều có ánh sáng tự nhiên và đều có thể lấy gió trực tiếp từ bên ngoài và từ các khe thoáng. Thứ hai nữa là đơn vị Jigsaw họ thiết kế một điều rất hay. Đó là bên mình có hai hệ thống hành lang. Thứ nhất là hành lang thang máy và thứ hai là hành lang căn hộ. Và hai hành lang này hoàn toàn tách biệt. Khi như chị đang thấy là khi mình rẽ vào trong đây sẽ là cái hành lang thang máy của mình chị nhé. Hành lang thang máy hoàn toàn riêng biệt. Và đây là một cái hành lang căn hộ của mình. Và đây là hành lang căn hộ của mình. Và vào trong hành lang căn hộ này của mình thì chỉ có duy nhất là 3 mã căn hộ thôi, nên là rất là đảm bảo cho anh chị cái sự yên tĩnh và riêng tư, không bị quá ồn ào. Khi mà có quá nhiều căn hộ cùng một thang lối hành lang thì nó đảm rất là không yên tĩnh, thì hành lang này đáp ứng được cái tiêu chí đó. Và một điều trong những cái điều rất đặc biệt nữa là chị thấy là với tòa nhà của mình thì thiết kế của Nhật Bản họ có xẻ hai cái khe ngoài trời để làm khe giếng trời để lấy khí tươi trực tiếp thổi vào hành lang. Thì cái khe này họ xẻ là trực tiếp gió và gió đông nam sang mặt tây bắc. Lý do là bởi vì với khí hậu thời tiết của Việt Nam mình thì gió đông nam luôn luôn là gió mát nhất, và đó là một trong những lý do mà Nhật Bản họ đã xẻ một cái trực tiếp cái khe giếng trời này để đón trực tiếp gió từ đông nam, gió mát thổi qua. Đấy, thì chị có thể là thấy trực tiếp cái khe giếng trời ở đây. Đây bên mình có hai khe giếng trời. Thêm là với cái độ rộng khoảng cách của hành lang của mình nhá, với hành lang thang máy thì độ rộng khoảng cách nó sẽ là 2m9, còn với hành lang căn hộ của mình độ rộng khoảng cách nó sẽ là 1m9, cực kỳ rộng đó. Và mình đó là toàn bộ những cái tổng quan chính về cái mặt bằng chung và thiết kế của tòa nhà mình. Bây giờ thì em và anh chị sẽ cùng nhau đi vào cái căn hộ loại A. Bên mình thì một mặt sàn sẽ là có 3 mã căn hộ chính. Thứ nhất là cái căn màu xanh lá cây thì là căn có diện tích là 109,7m. Căn màu xanh nước biển có diện tích là 117,7 và căn màu vàng có diện tích là 134,6, và toàn bộ cộng đồng căn hộ ở đây 100% là căn hộ 3 phòng ngủ. Thì sau buổi sáng anh Sơn có lên tham khảo thì anh Sơn có chia sẻ lại với em là với cái thiết kế của căn hộ loại A là căn màu xanh lá cây là anh thích nhất. Phù hợp với gia đình mình nhất. Trước tiên là về cả thiết kế và sau nữa là về cả tầm tài chính, anh thấy rất là phù hợp. Và bây giờ thì em ấy, chị và anh sẽ cùng nhau xem lại một lần nữa cái căn hộ đấy, được không ạ? Đây là căn hộ loại A của mình. Từ ngoài cửa vào thì với căn hộ loại A mình sẽ, tất cả căn hộ ở đây trong bàn giao của chủ đầu tư là mình sẽ có hệ thống quân đo phôn thông minh kết nối trực tiếp từ ngoài vào trong đến căn hộ của mình ở bên trong theo cái bảng điều khiển. Tức là anh chị ngồi ở sofa phòng khách, mình cũng có thể là qua bảng điều khiển mình có thể biết được là ai đang đến nhà mình chơi và ai đang chờ ngoài cửa đó. Và cánh cửa này cũng nằm trong cái bàn giao của chủ đầu tư anh chị nhé. Đây sẽ là cửa công nghệ Nhật Bản, cửa lõi thép chống cháy, và trong khi bàn giao thì mình cũng sẽ nhận khóa thông minh, mở cửa bằng 4 chức năng: thẻ, mật khẩu, vân tay và khóa chìa. Đó. Bây giờ mình cũng sẽ cùng nhau vào tham quan căn hộ này. Trước tiên là về tổng quan diện tích của căn hộ này. Đây là căn hộ loại A có diện tích pin tường là 118,4. Diện tích thông thủy hay gọi là diện tích sử dụng của mình là 109,7. Và căn hộ này của mình sẽ là căn 3 ngủ 2 vệ sinh.
3 phòng ngủ 2 vệ sinh. Đây là vị trí cửa vào anh chị nhá. Cửa vào và mình đang đứng ở vị trí này đây. Mình đang đứng ở vị trí này. Đấy, thì đi thẳng vào của mình sẽ là đến khu vực của phòng khách và khu vực bàn ăn. Ở bên này sẽ là có một bếp, nó họ sẽ để ở một cái khu rất là tách biệt và riêng yên, tách riêng ra như này, tách biệt ra như này. Và mình sẽ có 3 phòng ngủ ở đây. Đấy. Căn này thì sẽ có 2 lô da, một lô da ở phòng khách, chính ở phòng khách, và một lô da phụ ở chỗ bếp, ở chỗ khe của bếp ra. Thì giờ anh chị mình gặp em sẽ cùng xem trực tiếp về căn này nhá, xem thiết kế chia phòng của nó như thế nào. Đó. Đầu tiên đây sẽ là vị trí của phòng khách. Anh chị có thể thấy là cái căn hộ này của mình thì thiết kế là theo phong cách của Nhật Bản, nên là họ tận dụng tối đa là giấy dán tường và gỗ. Và trong cái gam màu của thiết kế này thì với phong cách của Nhật Bản thì anh chị vào, anh bước vào anh chị cảm giác là có một cái gì đó rất là ấm cúng, rất là ấm cúng, và cảm giác mình về ở mình cảm giác rất là thư thái. Và ngay ở vị trí của phòng khách này cũng là phòng khách mà được đặt ở giữa, chính giữa của ngôi nhà. Theo phong thủy như mình là cái không gian sinh hoạt chung mà mình đặt ở giữa nhà ấy chị, thì nó mang cho mình cái cảm giác đầm ấm và ấm cúng hơn. Đó. Từ phòng khách của mình thì nối liền ra một cái ban công rất là dài. Cái ban công này thì tổng diện tích của ban công nó là 3,6 m, nhưng mà thực tế thì chị có thể cảm thấy nó rất là rộng. Ban công này của mình là mặt hướng đông nam, cũng là mặt gió mát theo như khí hậu của Việt Nam mình. Và đây, anh có thể view. Và với căn hộ của mình chị nhá, nó rất là khác với các tòa chung cư thông thường. Những cái tòa chung cư thông thường thì chị thấy lô ra phần lớn là để các cái song sắt. Việc để lô ra bằng song sắt như này, thứ nhất là cảm giác nó không mang lại cho mình cảm giác sự sang trọng, và thứ hai là cái tầm view của anh chị nó sẽ bị hạn chế, bởi vì nó sẽ bị vướng các cái song sắt. Thì với cái tòa của mình thì chủ tư trong cái thiết kế họ làm toàn bộ 100% là bằng kính, cả hai lô ra của mình luôn. Và chị cảm thấy là việc thiết kế bằng kính như này nó mang lại cho mình hai ưu điểm. Thứ đầu tiên là cảm giác mình nhìn rất là sang trọng, cảm giác rất sang trọng, và thứ hai nữa là chị có thể có cái tầm view nhìn nó rất là rộng. Đó. Anh đi vào đây. Và với cái ở hành lang của mình nhá, thì mình sẽ có riêng với mỗi căn hộ ở đây sẽ có sử dụng là hệ thống thang dây thoát hiểm của Nhật Bản. Ở bên cái thang dây này thì bên Nhật Bản họ đã có cách đây là hơn 50 năm nay rồi. Tuy nhiên là khi mà người Nhật về Việt Nam, họ mới ứng dụng căn hộ này vào tòa chung cư của Việt Nam, thì đây là tòa đầu tiên của mình ở Việt Nam mà được ứng dụng hệ thống này. Tức là trong trường hợp có cháy thì chị sẽ mở cái nắp thang này lên, và họ cho cái thang này sẽ tụt xuống một cái thang dây, và chị sẽ trèo từ nhà trên xuống nhà dưới. Ví dụ như đối với nhà trên, họ sẽ trèo từ trên này trèo xuống, trèo từ nhà trên trèo xuống. Thì đa số trong trường hợp có cháy ấy, thì mình thường tử vong là do phần lớn là do ngạt khí. Và với cái hệ thống mà thang thoát hiểm này ở đặt ngoài ban công ấy, thì mình ra đến ban công mình là mình đã có không khí để thở rồi. Đó là cực kỳ an toàn với những cái cư dân ở Legacy trong trường hợp khẩn cấp. Ở đối diện từ phòng khách sang chị nhá, thì mình ở ngay đây là mình sẽ có một cái khu vực của bàn ăn và bếp. Bàn ăn và bếp. Bếp này thì sẽ được nối ra một cái ban công phụ thứ hai. Bếp này sẽ được nối ra một cái ban công phụ thứ hai. Và trong trường với cái căn hộ này khi mà bếp họ để ở vị trí này cảm rất là tách biệt, và nó giấu kín và đảm bảo khi mà anh chị có khách vừa đến thì nó rất là lịch sự. Và mình đây, bếp nó sẽ nằm ở vị trí này chị này, từ phòng khách của mình này đi ra khu vực bàn ăn này, và ở giữa cái khe này nối ra ban công thì nó sẽ có một cái, mình sẽ là khu vực mình để bếp ở đây, vẫn rất rộng rãi cho chị nấu ăn. Mà trong trường hợp mình nấu ấy, gió thông ra ban công mà nó sẽ không bị mùi vào nhà. Và thứ hai nữa là khi mà mình có bạn bè khách vừa đến ngồi sofa phòng khách thì cái bếp này của mình nó giấu kín và cảm giác nó rất là lịch sự. Đó. Đó.
của mình thì em vừa có giới thiệu qua với anh và chị là cái khu vực phòng khách và bếp. Thì giờ mình sẽ đi tham quan ba cái phòng ngủ của căn hộ loại A, đúng không ạ? Trước tiên là ngay tại vị trí gần với bàn ăn nhé, thì mình cũng sẽ có thêm một cái phòng ngủ ở đây. Với các phòng ngủ của căn hộ tại The Legacy thì trong thiết kế của đơn vị Nhật Bản, họ đều dùng những cái cửa sổ rất là thấp như thế này, để khi mà mình chị nằm trên giường, chị có thể là cảm giác mình view ra được thành phố, cảm giác là rất là thích, tầm view của mình cực kỳ rộng luôn ạ. Đây là tủ âm tường này. Và mình sẽ có hai phòng ngủ nữa ở bên này. Đây chị ấy, tại cái vị trí cửa vào của mình nhá, gần cửa vào thì sẽ có một vị trí của hai phòng ngủ ở đây. Thì mình sẽ cùng vào tham quan thực tế. Đây là một cái phòng ngủ nhỏ. Căn này của mình là căn 3 phòng ngủ, và như em có chia sẻ ban nãy thì toàn bộ căn hộ ở đây, nếu mà nói góc thì 100% đều là căn hộ góc. Và cái phòng này chị cũng có thể lấy trực tiếp ánh sáng tự nhiên và gió từ khe giếng trời ở ngoài. Bên này thì có thêm một cái hệ thống tủ âm tường, cũng rất là tối ưu về diện tích cho anh chị. Tối ưu về diện tích anh chị có thể là để đồ đông, quần áo, cũng rất là rộng rãi. Bên này thì theo cái kệ của chủ tư, họ cũng là một cái kệ tủ rất là dài. Và cái kệ tủ dài như này thì anh chị có thể là mình trang trí thêm những cái chậu cây nhỏ ấy, thì những cái phòng của mình nó cũng rất là xinh xắn. Và đây là không gian của bàn làm việc, của bàn học của bạn nhà mình. Sang bên này của mình thì sẽ là một cái phòng ngủ master. Tổng diện tích của cái phòng ngủ này là sẽ là 18,3 m², gần 20 m. Với phòng ngủ master của mình sẽ là một ngủ và đương nhiên là một vệ sinh ở bên này. Đây, vệ sinh đây. Một trong những cái điểm em rất thích, và em cũng chia sẻ để thấy nhiều anh chị khách hàng rất thích ở căn này, đó chính là một cái không gian của bàn làm việc. Cái không gian của bàn làm việc rất là dài, và anh chị có thể view trực tiếp ra bên ngoài nhá. View trực tiếp ra ban công và view ra bên ngoài tòa nhà của mình. Với những cái việc mà bàn làm việc dài như này, nhiều khi là anh chị nhìn ra phong cảnh thiên nhiên ở ngoài mà mình, nó lại mang cho mình một cái cảm hứng. Mới biết đâu là những cảm hứng sáng tạo đấy có thể là mang lại cho mình những cái ý tưởng này để trong công việc tốt hơn, đúng không anh chị? Đó. Và với cái phòng ngủ master của mình thì mình có một điều cực kỳ tuyệt vời mà em tin là các chị em phụ nữ rất là thích, đó là có một hệ kệ tủ cực kỳ dài. Chị có thể là thoải mái để quần áo, váy vóc, và ngoài ra nữa mình có những cái ô tủ ở trên, mình có thể để đồ trong làn mùa đông, cũng rất là cực kỳ thoải mái chị ạ. Đó. Còn cái kệ nhỏ có dài dài này thì cũng giống như phòng ngủ ban nãy, chị có thể trang trí thêm một chút những cái chậu cây xinh xinh con. Và đi ra đây của mình là phòng khách. Thì như ban nãy em có chia sẻ, phòng khách một không gian, anh chị có thể bước vào phòng nhá, là một cái không gian trải dài rất là rộng, cả phòng khách và cả bàn ăn. Và bàn ăn của mình thì view ngay sát lô ra luôn, mình có thể là vừa ăn tối, gia đình có thể là vừa ăn tối và vừa nhìn qua ban công để ngắm ánh sáng đèn đường. Một cảm giác rất là tuyệt chị ạ. Đó, thì trên đây là toàn bộ những cái thông tin cơ bản nhất mà em cũng đã chia sẻ với cả anh Sơn và chị. Thứ nhất là về thiết kế của tòa nhà mình, tổng quan mặt bằng và những ưu nổi bật của thiết kế. Và thứ hai là view lại một lần nữa trực tiếp cái căn hộ loại A có diện tích là 109,7 m. Anh chị mà có cần bổ sung thêm thông tin hoặc là cần hỗ trợ thêm thông tin gì, anh chị cứ liên hệ em hoặc là comment tin nhắn xuống phía dưới, được không ạ? Bye bye.